Audio Jungle. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục với series mua hàng trên mạng. Mình sẽ thu thập cho các bạn xem một sản phẩm này là ba lô có ngăn laptop. Vải của nó là vải chống nước nha, dung tích là 45 lít, chất liệu là siêu nhẹ. Cái này mình mua là màu vàng nha, và giá nó chỉ có 233.000 là đã bao gồm tiền ship. Này, sản phẩm này mua trên Lazada. Mình có để link ở phần mô tả video, các bạn nào thích có thể mua nha. Giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Trong cái túi bỏ cũng khá là đơn giản thôi. Dây này thì nó không có gắn sẵn với mình, về phải gắn lại. Thank you. Có thẻ bảo hành nữa. Vải nó khá là dày các bạn, đúng là vải không thấm nước thật. Lát nữa mình nghĩ mình có thể test nước cho các bạn xem nha. Đổ thùng ít nước vào đây. Để nước thì đổ thùng vào. Đây, mình đã đổ ít nước vào nè. Xem thử nó có thấm vào trong không. Nó không có thấm vào trong các bạn, ở trong nó vẫn còn rất là khô nè, không hề thấm vào trong nha. Đúng là ba lô chống nước. Này các bạn thấy là đầy 45 lít, fraction 45. Chung là với một cái ba lô như thế này á, thì mức giá mà 230 mấy ngàn thì mình thật sự là mình không có gì để mà gọi là chê cái ba lô này cả. Nó quá tuyệt vời các bạn ạ. Rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Nhờ phải những cái dây này nó gắn sẵn cho mình thì tốt quá, mình không gì gắn cái này mệt quá. Hai cái miếng đệm lưng để các bạn khi đeo vào thì nó sẽ không bị nóng lưng, để nó có cái khoảng cách từ lưng, khoảng cách này nè, lưng với cái ba lô của bạn có khoảng cách này để không bị nóng. Nó có một cái ngang nhỏ nữa nè. Đó các bạn, như tụi mình cầm mà có một tay à, thì mình mở hơi là khó một tí. Rồi mình tắt cho mình mở thôi. Đây nè, đây có một ngang nhỏ đó. Chung là khá là đẹp. Có cái hiệu của nó. Về phía trong thì chúng ta có một cái ngăn ở đây, ngăn ở ngoài này đây, và một cái ngăn ở đây nữa. Đây, một cái ngăn ở đây, và chúng ta có một cái ngăn ở trong rất là rộng luôn. Và đây là một cái ngăn để laptop này, rất là to. Chung loại này để khá là nhiều đồ. Mình vẫn thích những cái ba lô có cái ngang ở ngoài này hơn. Thêm một ngang đây nữa sẽ tốt hơn. Ngoài vậy cũng được rồi. Ngang nó tương đối à, tương đối là được thôi, chứ không có ngang nó không có nhiều đâu. Thì cái ba lô này tuy là chống nước, chứ các bạn không nên lạm dụng quá, mình nghĩ là như vậy. Vì mấy cái dây kéo này mình thấy là nó không có cái gì để che lại, thì nó chỉ chống nước với cái phần này thôi.
chung là chống nước tương đối thôi. Mình nghĩ là này nó, nếu mà mưa các bạn đi mưa thì cái này nó sẽ bị lọt vào, bạn thấy ngang này nè, sẽ bị lọt nước vào. Cái này thì nó không có thấm nước nhưng mà này nó sẽ lọt vào. Để các bạn cũng đừng có lạm dụng những cái tính năng chống nước của thằng này. Mưa các bạn nên che chắn cho nó. Đây thì dây để mình đã gắn thôi nè, dây này cái gắn đơn giản thôi, các bạn chỉ lòn như thế này thôi, đây lòn như thế này đó, cái quan đeo này nó sẽ xích, nó sẽ siết như thế này lại, nó sẽ không có bị tụt. Bạn cần nới, các bạn cứ nới này ra và các bạn kéo thôi, rất là đơn giản. Đây đây thì các bạn nếu thích cái ba lô này thì mình có để link ở phần mô tả video, các bạn thấy nick vào đó xem tham khảo giá và mua nha. Và video này kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye.